cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy, phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tịnh lự ba la mật đa, gồm cả bát nhã ba la mật đa, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm cả bố thí cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, quán tất cả pháp đều không vô sở hữu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán tất cả pháp đều không vô sở hữu?